Quán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, Hoa Kỳ kêu gọi Liên Hiệp Quốc nên bỏ phiếu phê chuẩn việc tiếp cận nhiều viện trợ hơn nữa dành cho Syria thông qua con đường Thổ Nhĩ Kỳ. Bản tin tiếp theo liên quan tới việc Hoa Kỳ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu ngay lập tức cho phép chuyến hàng viện trợ của Liên Hiệp Quốc tới vùng Tây Bắc Syria do quân nội dây kiểm soát, thông qua nhiều cửa cảng biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau trận đồng đất chết người vào tuần qua. Kể từ 2014 tới nay, Liên Hiệp Quốc có thể cung cấp viện trợ cho hàng triệu người có nhu cầu ở khu vực Tây Bắc Syria đã bị chiến tranh tàn phá thông qua con đường từ Thổ Nhĩ Kỳ, theo sự ủy quyền của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng hiện nay, nó lại bị hạn chế sử dụng một cửa biên giới. Lúc này, mỗi một tiếng đồng hồ trôi qua đều vô cùng quan trọng. Là điều mà bà Linda Thomas Greenfield, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, chia sẻ trong tuyên bố với Reuters. Bà nói người dân ở những khu vực bị ảnh hưởng do động đất đang trông cậy vào chúng ta. Chúng ta không thể làm họ thất vọng. Chúng ta phải bỏ phiếu ngay lập tức để một nghị quyết đáp ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc về việc cho phép mở thêm những cửa biên giới cung cấp hỗ trợ nhân đạo ngay lập tức, đã đến lúc phải làm điều này thật khẩn cấp và có mục đích rõ ràng. Phía Nga đang giành chiến thắng ở Bamut, từng bước một, một nhóm phóng viên BBC mới đây đã được quân Ukraine dẫn đi quan sát thực địa tại chiến trường Bakhmut. Từ chảo lửa này, họ cho biết chính lính Ukraine ghi nhận quân Nga đang chiến thắng dần dần, áp sát vào tường, di chuyển nhanh, đứng trong một cột, chỉ có vài người ở mỗi thời điểm, đó là các khẩu lệnh ngắn gọn mà nhóm quân nhân Ukraine sử dụng để hướng dẫn nhóm phóng viên BBC khi di chuyển tới một vị trí quân sự trong thành phố Bakhmut bị tàn phá nặng nề bởi chiến sự. Bakhmut, người Nga gọi là Artyomovsk, từng nổi tiếng với các chai rượu vang lóng lánh. Tổng thống Ukraine Zelensky đã gọi thành phố Bakhmut là pháo đài của chúng tôi. Các lực lượng Nga đã dành 6 tháng qua để bao vây thành phố này. Hiện nay, Nga đang đẩy mạnh tấn công thành phố này trước khi đến một thời điểm tròn một năm, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nhóm phóng viên BBC tuân theo mệnh lệnh lao qua một con phố đầy gạch vỡ. Khi mới qua bên kia đường, hai quả đạn pháo rơi ngay phía sau lưng nhóm phóng viên này. Tính từ Á Châu, lãnh đạo Cambodia ra lệnh đóng cửa hãng truyền thông độc lập. Nhà lãnh đạo độc tài Cambodia ra lệnh đóng cửa một trong số ít những cơ quan truyền thông địa phương độc lập còn lại của nước này vào ngày 12 tháng 2, sau khi có tin vấn đề với một bản tin về con trai ông. Là một trong những nhà lãnh đạo tại vì lâu nhất thế giới, Thủ tướng Hun Sen ngày càng đang áp mạnh mẽ bất kỳ phe đối lập nào khi ông chuẩn bị cho cuộc bầu cử vào cuối năm. Hãng tin online tiếng nói dân chủ VOD xuất bản và phát hình bằng tiếng Khmer và tiếng Anh trong nước thường chỉ trích ông Hun Sen và chính phủ của ông. Thủ tướng Campuchia cho biết vào chủ nhật, VOD sẽ bị thu hồi giấy phép hoạt động, ngừng tất cả chương trình phát sóng trước 10 giờ sáng thứ hai. Hành động này diễn ra sau một bài báo của VOD vào ngày 9 tháng 2 rằng con trai cả của ông Hun Sen là trung tướng Hun Manet đã thông qua viện trợ tài chính từ thổ nhĩ kỳ, quốc gia đã bị trận động đất tàn phá vào hồi đầu tháng. Một tư nhân Việt Nam bỏ hơn 6 triệu euro mua ấn vàng minh mạng. Chiếc ấn vàng do vương minh mạng đúc cách nay tròn 200 năm đã được một doanh nhân trong nước bỏ ra hơn 6 triệu euro mua lại sau khi phía Pháp hủy đấu giá và cho phép Việt Nam mua lại trực tiếp, một quan chức Việt Nam tiết lộ với báo giới. Trước đó, việc chiếc ấn vàng này được nhà đấu giá ở Milan, ở thủ đô Paris đưa ra bán đấu giá vào hồi tháng 10 năm ngoái, sau hàng chục năm thất lạc đã gây xôn xao dư luận tại Việt Nam. Danh tính vị doanh nhân này đã được ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tiết lộ là ông Nguyễn Thế Hồng, chủ sở hữu bảo tàng Hoàng gia Nam Hoàng gia Nam Hồng, đồng thời cũng là chủ tịch Hội Cổ vật tỉnh Bắc Ninh. Theo báo giới trong nước cho hay, chính ông Hồng đã nói với tờ Tuổi Trẻ nói rằng số tiền ông bỏ ra là 6,1 triệu euro và ông đã ký hợp đồng cách nay hơn một tháng với phía Pháp. Tờ báo này cho biết hiện tại ông Hồng và giới chức Việt Nam đang hoàn tất các thủ tục với phía Pháp để hồi hương cổ vật. Trong khi đó, tờ báo Người Lao Động cho biết hai bên đã ký hợp đồng và phía Pháp đợi Việt Nam chuyển tiền xong mới bằng giao ấn vàng. Chiếc ấn vàng này dự kiến về Việt Nam vào khoảng tháng 5 năm nay. Chiếc ấn nặng gần 11 kg vàng rồng đã được Milan dự kiến đưa ra đấu giá vào ngày 31 tháng 10 năm 2022 với giá khởi điểm từ 2 đến 3 triệu euro, tức khoảng từ 48 tỷ đến 72 tỷ đồng tiền Việt Nam nhưng sau đó Milan đã hai lần dời ngày đấu giá lại và cuối cùng là hủy luôn đấu giá. Tàu tuần tra Nhật Bản đến Đà Nẵng dự trù tập trận với cảnh sát biển Việt Nam. Tàu tuần tra Setsu của lực lượng tuần duy Nhật Bản JCG ngày 13 tháng 2 đã cập cảng tiên sa Đà Nẵng. Trong chuyến thăm 6 ngày tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa lúc Trung Quốc gia tăng sức mạnh trong khu vực Biển Đông. Chuyến thăm Việt Nam lần này được coi là lần đầu tiên trong 4 năm qua của tàu tuần duyên Nhật Bản, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác an ninh hàng hải khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Việt Nam và những nước Đông Nam Á khác đang có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc tại Biển Đông. Và trong thời gian qua, lực lượng tuần duyên Nhật Bản đã điều tàu tuần tra tới vùng biển Đông Nam Á, tiến hành tập trận chung với các nước trong khu vực. Tàu sách dự trù sẽ tập tổ chức một cuộc tập trận chung với Hải quân Việt Nam vào thứ Bảy 18 tháng 2. Trước đó, vào hồi đầu tháng 2, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội cho biết trong một thông báo, tàu tuần tra sát sư thuộc Bộ Tư lệnh vùng 5 tuần dương Nhật Bản của thành phố Kobe đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra chống cướp biển quốc tế trong một thời gian là khoảng chừng một tháng tại vùng biển ở khu vực Đông Nam Á này. Đặt tên con dế theo tên người yêu cũ của bạn, sở thú sáng tạo với việc gây quỷ nhân ngày Valentine, Ngày lễ tình nhân đang đến và một số loài động vật tại sở thú Thung lũng l hai của Pennsylvania đã ăn mừng bằng những con dế bổ sung cho bữa tối. Bữa tiệc đang diễn ra là một phần trong chiến dịch Ngày lễ tình nhân "Bust off" của sở thú. Matt Provence, giám đốc điều hành của sở thú l Hai Valley cho biết: "Này nhìn này, cậu biết gì không? Nó không phải lúc nào cũng là về tình yêu. Đôi khi đó là về những người làm tan nát trái tim của bạn và tại sao không giúp chúng tôi hỗ trợ công tác bảo tồn bằng cách giúp nuôi động vật của chúng tôi?" bằng cách mua một con dế được đặt tên theo tên người yêu cũ của bạn với năm mỹ kim sở thú thung lũng lơ hay sẽ đặt tên cho một con dế theo tên người yêu cũ của bạn trong vài tuần vừa qua trước ngày lễ tình nhân người ta đã quay cảnh dế làm thức ăn cho rùa thằn lằn gà và các động vật khác rồi đăng trên mạng xã hội hiện đã là năm thứ ba chiến dịch ra đời từ đại dịch covid 19 và cũng là một cách để sở thú thu hút công chúng tham gia vào các nỗ lực bảo tồn động vật vào thời điểm lạnh hơn trong năm khi các hoạt động tham quan có xu hướng đang gia tăng Kính thưa quý khán giả và cũng liên quan tới mùa lễ valentine mùa lễ cho những người yêu đương và tình yêu thương được lan tỏa xin mời tất cả quý vị nếu đi shopping tại south plaza ở ngày southfip avenue xin quý vị khi mà um, thanh toán xin đến với cashier và vui lòng nói tới hội từ thiện hoa sen việt thì uh, ban giám đốc của southfip avenue ngay tại Costa Mesa sẽ uh, phối hợp với hội từ thiện hoa sen việt để xây dựng những nhịp cầu nhân ái tại việt nam như hôm hội hoa sen việt cũng như là southfip đã làm trong uh, năm vừa qua và chương trình promotion sẽ được bắt đầu vào ngày thứ tư Tức là, uh, là ngày mai đó là ngày mai tiếp yeah. diễn cho đến ngày thứ bảy và vũ quang vinh trong đợt vừa rồi đã cùng với hội từ thiện hoa sen việt để cùng với uh, sapphire avenue South Coast plaza đã xây dựng hai chiếc cầu tình thương uh, cho uh, đồng Điện bào ở tỉnh việt sóc trăng dạ yeah. yeah. và xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho hoa sen việt cũng như là đến với sapphire avenue vào ngày thứ tư cho đến ngày thứ bảy tuần này. Dạ vâng, ngoài việc mà góp phần từ thiện, quý vị sẽ được tặng thêm gift card vô cùng giá trị. Quý vị chỉ cần mua là sẽ được gift card tùy theo mệnh giá mà quý vị shopping trong những ngày lễ Valentine này. Chương trình chỉ áp dụng ngay tại South Coast Plaza tại South Avenue mà thôi, từ ngày thứ tư cho tới thứ bảy tuần này. Rất mong quý vị sẽ ủng hộ. Chú nhà và Bộ Quang Vinh xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình tin tức tổng hợp ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày vô lượng an lạc.